đô thị hoàn mỹ phú hào hoàng kim vinh Trương không một cảnh sát kiểm tra phòng ba tương đương ba tương đương bị bắt sách mới cầu ủng hộ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tại một cái trong quán trọ một nam một nữ ngay tại chiến đấu kịch liệt ba tương đương ba tương đương âm thanh bên tai không rớt không biết rõ bao lâu trôi qua thanh âm dần dần ngừng phòng tắm bên trong vang lên ào ào tiếng nước chảy tựa hồ có người đang tắm. Tại khách sạn trong phòng, một cái 23 tuổi tả hữu nam tử nằm tại trên giường, tựa hồ tiến vào hiền giả thời gian. Ngay tại cái này thời điểm, phòng tắm cánh cửa lần nữa bị mở ra. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ theo phòng tắm bên trong đi ra. Lão bản, còn muốn hay không cái khác phục vụ, nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp mà lại tương đương tuổi trẻ. Áo choàng phát, thân hình như thủy xa trên mặt vẽ lấy trang dung, nhìn tương đương xinh đẹp thanh thuần. "Từ bỏ, nam tử khoát tay áo, ngươi trở về đi." "Tốt a," à, nữ tử hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng là khách hàng là thượng đế. Nữ tử đem khăn tắm ném xuống đất, cứ như vậy quang minh chính đại tại nam tử trước mặt mặc quần áo vào. Tại vừa rồi thời gian bên trong, hai cái người cái gì địa phương cũng nhìn qua. Không có cái gì ẩn nấp ngay tại cái này thời điểm cửa phòng đột nhiên bị gõ vang cạch 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 mở cửa nam tử cùng nữ tử sắc mặt không khỏi biến đổi ai vậy nam tử sắc mặt đột nhiên liền trợn nhìn trong lòng xuất hiện một cái không tốt ý nghĩ sợ cái gì đến cái gì cảnh sát kiểm tra phòng bên ngoài vang lên lần nữa thanh âm nhanh lên mở cửa làm sao bây giờ nam tử cùng nữ tử trực tiếp luống cuống Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì đột nhiên kiểm tra phòng? Lão bản không phải nói có người nhìn xem sao? Nam tử lập tức cấp nhãn. Não Hải trong nháy mắt suy nghĩ kỹ mấy cái chú ý, giấu trong tủ treo quần áo. Hiển nhiên không có khả năng, nhỏ như vậy không gian, tra một cái liền tra được. Nhảy xong, ông trời của ta, đây là tầng 20. Nhảy thuần túy là muốn chết a. À? Mỹ nữ, ta gọi Trung Cảnh, sinh năm 95, một hồi cha hỏi, người liền nói là ta bạn gái, Trung Cảnh cho nữ tử bàn giao nói. Nghe được Trung Cảnh, nữ tử nhanh khóc. Ngay tại cái này thời điểm, cửa phòng bị mở ra. Nguyên lai like công tác nhân viên lấy ra cuối cùng thẻ phòng, có thể trực tiếp mở cửa. Trung Cảnh trợn tròn mắt, nữ tử cũng trợn tròn mắt. Mà chứng, khẩu cung còn không có đối với tốt đón lấy, hai cái cảnh sát nhân dân trực tiếp đi tiến đến. Nhìn một chút hai cái người, đặc biệt là trung cảnh. Cuối cùng thấy được trên mặt đất tản mát giấy vệ sinh, còn có trong thùng rác áo mưa nhỏ, hết thảy 10 điểm minh bạch rõ ràng. Mang đi, loại này tình huống, còn phải nói gì nữa sao? Ca, người đại nhân có đại lượng, có thể hay không thả nhóm chúng ta một ngựa, trung cảnh không ngốc, cái này thời điểm không chết thừa nhận, căn bản không quản dụng người cho rằng người ta cảnh sát ngốc a à, người ta không biết rõ bắt bao nhiêu người người cho người ta giả bộ ngớ ngẩn thua thiệt nhất định là ngươi người ta kinh nghiệm phong phú hỏa nhãn kim tinh xem xét liền biết rõ chuyện gì xảy ra thời gian dài như vậy không mở cửa nhất định là có chuyện làm gì nhìn thấy trung cảnh tiền đưa qua cảnh sát nhân dân sắc mặt không khỏi biến đổi ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại hối lộ chấp pháp nhân viên, ngươi đây là tại phạm pháp, cái này cảnh sát quèn hướng về phía trung cảnh đổ ập xuống khiển trách một trầu. Nhường trung cảnh cái kiêu ề oài a à, tranh thủ thời gian cho ta mặc quần áo, cùng nhóm chúng ta trở về cục. Trên thực tế, trung cảnh cũng không cô độc. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều người trong đồng đạo bị bắt. Trong đó còn có rất nhiều người cứng rắn đang rảo biện. Vì cái gì bắt ta, một cái nam tử 10 điểm không phối hợp, không ngừng dẫy dụa lấy. Vì cái gì bắt ngươi? Trong lòng ngươi không có số sao? Ngươi dính líu chơi gái kỹ nữ, nhóm chúng ta muốn đối ngươi chiếu theo pháp luật gọi đến. Chơi gái kỹ nữ? ha ha, một cái nam nhân tại nhiều như vậy trong nữ nhân chỉ nhìn chiếm hữu nàng, nữ nhân cũng rất cảm kích nam nhân, cho nên tại ba 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 lúc cực lực phối hợp với nam nhân, thậm chí thỏa mãn mọi yêu cầu. Sau đó nam nhân không yêu nàng, thay lòng, nữ nhân chỉ là tượng trưng muốn 500 đồng tiền tiền chia tay, như thế thê mỹ tình yêu làm sao lại biến thành chơi gái kỹ nữ rồi. Trung cảnh nghe nói như thế, không khỏi bội phục không thôi, thật mẹ nó nhân tài a. À đúng vậy a à, ta cùng nàng vừa thấy đã yêu, gặp nhau không đến một giờ nhóm chúng ta liền có phu thê chi sự, xong việc sau nàng cùng ta muốn gặp mặt lễ, rơi vào đường cùng ta liền cho nàng 500 khối. Thế nào, mặt khác một người cũng phụ họa nói. Áp giải bọn hắn chính là một cái thanh niên, nghe được lời của hai người, rõ ràng mộng bức. Oa thảo, còn có thể đem chơi gái kỵ nữ nói như vậy tươi mát thoát tục. Thật là dài kiến thức trung cảnh đối với những người này kia thật là đầu dạp xuống đất. Thật tài tình, các ngươi chơi cái gì? Làm đau ta, một cái nữ hài ở phía trước không ngừng dẫy dụa lấy. Đi mau, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Người nói dựa vào cái gì? Người phạm pháp một cái không muốn phòng ở, không muốn xe, không muốn nhẫn kim cương, không yêu cầu ngươi có lưu kiểu, không yêu cầu ngươi mời ăn cơm mua đồ, nàng chỉ cần ngươi người, dạng này cô nương tốt. Mỗi lần chỉ cấp nàng 500 khối tiền quá mức sao? Ta chỗ nào phạm pháp rồi, nữ tử 10 điểm kiên cường. Người đây là sao sao dễ, là hành động trái luật, cảnh sát hết sức tức giận. Ta không có phạm pháp. Bởi vì quá nhiều người, cho nên giống như một cái chợ bán thức ăn, cãi nhau Có nam có nữ Trung cảnh đi ra ngoài xem xét, bên ngoài ngừng mấy chiếc cảnh sát, xem ra đây là một lần chuyên hạng hành động Chuyên môn đến Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn Trách không được cự tiệt tự mình hối lộ, nguyên lai like không có lá gan kia Thế là, Trung cảnh bị mang vào phòng thẩm vấn tiến hành thẩm vấn đô thị hoàn mỹ phú hào hoàng kim vinh nghịch thiên đại cơ duyên hoàn mỹ phú hào hệ thống sách mới xin ủng hộ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com ps các vị lão thiết sách mới thỉnh che chở một cái tính danh trung cảnh tuổi tác ta, ta năm chín mươi lăm bởi vì còn chưa tới sinh nhật cho nên tuổi tròn hai mươi ba tuổi gia đình địa chỉ hiện tại vẫn là thường nơi ở cũng nói một cái bây giờ tại kinh đô cùng chu khu thập cảnh viên ở lại phòng ở ta quê quán tại Đông Hải tỉnh Trung Châu Thị. Biết rõ người phạm vào chuyện gì sao? Không biết rõ, trung cảnh vội vàng lắc đầu. Không biết rõ, cảnh sát thanh âm đột nhiên biến đổi, người đây là chơi gái kỹ nữ, người sẽ không biết rõ. Ta làm sao chơi gái kỹ nữ, ta đây là làm từ thiện. Phốc nghe được trung cảnh rào biện, cảnh sát kém một chút không có biệt xuất nội thương. Người làm thế nào từ thiện rồi? Cảnh sát đồng chí, ta thế nhưng là một cái phi thường người thiện lương, hôm nay tiệc tối ta đi ngang qua cái kia cái hẻm nhỏ thời điểm. Nhìn xem những cái kia xinh đẹp các muội từ tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, liền không nhịn được cho các nàng 500 khối tiền, để bọn hắn đi mua kiện ấm áp quần áo, sau đó các nàng vì cảm tạ ta, liền đem ta kéo đến trong phòng của các nàng nói chuyện nhân sinh giao lưu trao đổi tình cảm nhóm chúng ta không phạm pháp chứ trung cảnh một bộ dáng vẻ đáng thương nhịn không được ra một cái xéo đi cảnh sát cái kia bó tay rồi nói như vậy nhóm chúng ta còn muốn cho ngươi ban phát cờ thưởng rồi cái này không cần các ngươi thả ta là được thả ngươi pháp luật ở đâu Ta cho ngươi biết, hiện tại nhân chứng vật chứng cũng tại, dù cho ngươi không thừa nhận, cũng không có có quan hệ, nhóm chúng ta như thường có thể câu lưu ngươi, mà lại như ngươi loại này thái độ. Nhóm chúng ta có thể sẽ nghiêm trị, ngươi không thừa nhận, không thừa nhận cũng có thể bắt ngươi cảnh sát đồng chí đừng 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 a à, ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao ta là thật nhịn gần chết ta tuổi tác lớn như vậy lại không có bạn gái cũng không thể nhiều lần đều muốn dùng tay đi ta cũng là người cũng có nhu cầu chung cảnh hít một khẩu khí vẫn là đừng nói mò phai nhạt thái độ tốt đi một chút sớm một chút thẩm xong sớm nghỉ ngơi một chút nhóm chúng ta minh bạch nhưng là pháp luật chính là pháp luật bất luận kẻ nào cũng không thể không nhìn luật pháp tồn tại cho nên người vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận xử phạt a à. trung cảnh không khỏi cúi đầu mà chứng tự mình lần này là cám bất quá hắn xác thực nhịn gần chết bằng không cũng sẽ không bí quá hóa liều nghĩ tới đây trung cảnh không khỏi nhớ tới những con nhà giàu kia bạn gái mỗi ngày đổi các loại tiểu thư xinh đẹp tỉ nữ võng hồng thậm chí ba cái người, bốn cái người, chỉ cần có tiền, các loại mánh khóe. Đồng dạng là người, vì cái gì tranh lệch như thế lớn a à, trung cảnh trong lòng ai thán vạn phần, mười điểm phiền muộn. Căn cứ, hoa hạ trị an quản lý xử phạt pháp thứ 66 đầu bán âm, chơi gái kỹ nữ, chỗ 10 ngày trở lên 15 ngày trở xuống câu lưu có thể cũng chỗ 5.000 đồng trở xuống tiền phạt tình tiết hơi nhẹ, chỗ 5 ngày trở xuống câu lưu hoặc là 500 đồng trở xuống tiền phạt. Bởi vì ngươi là lần thứ nhất mà lại tình tiết hơi nhẹ, cho nên, nhóm chúng ta sẽ xét cân nhắc. Tạ ơn, tạ ơn, trung cảnh không khỏi nới lỏng một khẩu khí, vẫn còn may không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Ban đêm, trung cảnh giao tiền phạt, sau đó bị phóng ra trừ hắn ra, còn có một số người bị phóng ra. Mấy cái người nhìn lẫn nhau một cái, nhau nhau rời đi. Mà những cái kia nhiều lần chơi gái kỹ nữ, không chỉ có bị phạt kiểu, còn bị câu lưu. Cho nên, chơi gái kỹ nữ cần cẩn thận, ngàn vạn không thể trái với quốc gia pháp luật, trung cảnh theo cục cảnh sát sau khi đi ra, trên mặt tràn đầy cười khổ. Đẫm máu giáo huấn A. Trung cảnh cũng mười điểm hối hận, nhưng là chính như hắn nói tới, hắn thật sự là nhịn gần chết. Thương thiên A, người đối với ta quá không công bằng, vì cái gì không cho ta trở thành con nhà giàu A, Trung cảnh không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cũng không muốn tiêu phí tiền đi A, dù sao kiếm tiền không dễ dàng. Nhưng là, kìm nén đến hoảng A, mà lại làm một điều ti, chỉ có loại phương pháp này, mới có thể tiếp xúc đến một chút chân chính Mỹ nữ. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo lưu quang trực tiếp nện vào trên trán của hắn. Ừ, Trung Cảnh trực tiếp đã hôn mê. Sáng sớm, Trung Cảnh bị trung quanh thanh âm huyên náo đánh thức, khi hắn mở mắt thời điểm, không khỏi bị giật nảy mình. Trung quanh vây xem rất nhiều người, chỉ trỏ. "Không có ý tứ a, à, đêm qua uống nhiều quá." Trung Cảnh vội vàng ngồi dậy. Bị nhiều người như vậy vây xem, kia thật là tương đương xấu hổ a. À. Chàng trai, ngươi xem một chút tiền trên người ngươi vẫn còn chứ?" một cái bác gái nhắc nhở. Trung Cảnh vội vàng xuất ra túi tiền, bên trong tiền mặt còn có tự mình điện thoại đều không thấy. Bất quá cũng may thẻ căn cước còn có thẻ ngân hàng cũng tại. Trung Cảnh một mặt táo bón, ma chứng hôm qua là thứ gì đánh lén chính mình. Bị người đánh cắp đi, Trung Cảnh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn người không có việc gì là được lần sau đừng uống nhiều như vậy bác gái nhắc nhở ai ta biết rõ trung cảnh gật đầu khi hắn đứng dậy rời đi thời điểm một thanh âm vang lên leng keng hoàn mỹ phú hào hệ thống trói chặt thành công phải chăng kích hoạt oa thảo trung cảnh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật này mình thứ đồ gì leng keng ta là hoàn mỹ phú hào hệ thống không phải thứ đồ gì hoàn mỹ phú hào hệ thống trung cảnh trong lòng nhất thời kích động lên chẳng lẽ mình tối hôm qua cầu nguyện tạo nên tác dụng trời cao ban cho tự mình một cái hệ thống trung cảnh không phải là không có nhìn qua tiểu thuyết mạng tương phản hắn là một cái tiểu thuyết sách đô thị hoàn mỹ phú hào hoàng kim vinh xuyên qua năm năm trước nghịch thiên cải mệnh sách mới cầu ủng hộ Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đô thị hoàn mỹ phú hào hoàng kim vinh đã gặp qua là không quên được nhiệm vụ thi đại học dương danh sách mới cầu ủng hộ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com buổi tối tiệc rượu đối với trung cha tới nói mặc dù không tính là nhất định phải đi nhưng là đã đáp ứng nếu như không có những chuyện khác khẳng định không thể đẩy. Cho nên nhất định phải tìm một cái lý do. Trung cảnh não hải bắt đầu sinh động. Trung cảnh thậm chí nghĩ trực tiếp cho phụ mẫu phóng điểm thuốc ngủ để bọn hắn ngủ một giấc được. Nhưng là trong tay hắn không có thuốc ngủ à? Được rồi, ngày mai đi tiệm thuốc nhìn xem. Trung cảnh hít một khẩu khí. Sáng sớm, Trung cảnh thu thập một cái cõng chính trên ba lô, sau đó cưỡi tàu điện trực tiếp tiến về trường học. Sân trường vẫn là cái kia sân trường, hết thầy quen thuộc như vậy để cho người ta tràn đầy hồi ức. Chỉ tiếc, cũng không có cái gì thanh mai trúc mã, cũng không có cái gì hai bên tình nguyện. Tại chung cha cùng chung mẫu áp lực dưới, hắn làm sao có thời giờ cùng dũng khí đi yêu đương A, à? bất quá thầm mến vẫn phải có. Xanh thảm tuế nguyệt, mới biết yêu, ai còn không có mấy cái thầm mến đối tượng A, à? chỉ tiếc, chung cảnh không có thổ lộ qua, phần này tình cảm, chỉ có thể chôn sâu tại tâm. Trung cảnh trên đường nhìn thấy rất nhiều đồng học, đặc biệt là nhanh đến sân trường thời điểm. Người càng nhiều, mỗi cái người trên mặt cũng treo đầy ngây ngô. Cái này thời điểm đám người, còn sẽ không trang điểm, mặc đồng phục học sinh rộng rãi, che đậy kiêu uyển chuyển dáng vóc. Thật tốt a à, trung cảnh nhìn xem đây hết thảy trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đây là hắn trong mộng mới có thể mơ tới tràng cảnh A, đem tàu điện phóng tới trong nhà xe, trung cảnh chiếu vào ký ức đi tới phòng dậy. Lúc này phòng dậy bên trong đã có rất nhiều ở giáo sinh bắt đầu đọc, thanh âm to lớn vô cùng. Mười điểm ẩm ý, nhưng, đây chính là thanh xuân A. Trung cảnh tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, sau đó cũng bắt đầu ôn tập bắt đầu, bất quá thấy thế nào đều có chút tư tưởng không tập trung trung cảnh đồng vị là cái nam hài bình thường hơi bị đẹp trai hai cái người thành tích kém không nhiều cho nên phân đến cùng một chỗ học sinh tốt cùng học sinh tốt một khối nữ sinh toàn bộ ở phía trước phân biệt rõ ràng giữa chưa trở về thời điểm trung cảnh cố ý đi một chuyến tiệm thuốc kết quả người ta không bán cho hắn thuốc ngủ cũng không phải tốt như vậy bán cái này đồ vật là có thể giết người Trung Cảnh về đến nhà thấy được phụ mẫu, lập tức nhịn không được. "Cha, mẹ." Trung Cảnh trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn đang cố gắng khắc chế chính mình, gặp lại lần nữa không dễ dàng. Hắn tuyệt đối không cho phép hứa cha mẹ lần nữa rời đi hắn. "Nhi tử trở về rồi." "Ân, các ngươi ban đêm muốn đi ra ngoài?" "Đúng vậy a, à, không phải đã sớm nói cho ngươi sao?" Trung mẫu bưng đồ ăn từ phòng bếp ra có thể không đi được không a à? ngươi có việc trung mẫu nhìn nhi tử một chút không có trung cảnh lắc đầu không có việc gì liền ăn cơm đại nhân sự tình ngươi bớt can thiệp vào ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là thi đại học trung mẫu khiển trách thuốc ngủ không được xem ra chỉ có thể tự mình hại mình trung cảnh không muốn tự mình hại mình a à? nhưng là không có cách nào a à? y theo phụ mẫu đối với mình coi trọng trình độ khẳng định sẽ đến bồi chính mình thế là buổi chiều tan học thời điểm trung cảnh cưỡi xe điện lái vào trong rãnh sau đó đem chân còn cho té gãy trung cha cùng trung mẫu nhận được điện thoại sau sợ ngây người cũng không đoái hoài tới tử hội vội vàng đi vào bệnh viện tại bệnh viện hai cánh người gặp được đánh lấy thuốc cao trung cảnh nhìn tương đương thê thảm cha mẹ các ngươi đã tới trung cảnh liên tiếp dáng vẻ đáng thương người làm sao làm trung mẫu nhìn xem nhi từ cái kia bộ dáng gọi là một cái đau lòng a à. vì tránh xe trực tiếp lái vào trong rãnh người nhìn ta hiện tại hình dáng này các ngươi cũng không thể đi a à, nói cái gì cũng muốn giữ chặt trung cha trung mẫu ta thật phục ngươi làm sao giống như cha ngươi đần ngươi trước hảo hảo dưỡng thương a à, trung mẫu oán giận nói ta làm sao đần trung cha gọi là một cái vô tội a à. Được rồi, buổi tối tiệc rượu chính ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bồi nhi tử, trung cảnh hình dáng này, khẳng định cần người bồi tiếp. Làm gì cũng không tiện. Vậy tự ta đi thôi, trung cha gật đầu. Cha ta đều như vậy, ngươi liền không thể bồi bồi ta sao? Tiệc rượu tiệc rượu, ta lập tức cũng cao hơn thi, ngươi vẫn là tiệc rượu, ngươi liền không thể ngẫm lại thành tích của ta, nghe được trung cha muốn đi, trung cảnh lập tức cấp nhãn cái này còn không đi không được rồi. nhìn thấy nhi tử có chút gấp, trung cha cũng có chút mộng. đây là thế nào? không phải có mẹ ngươi đang chiếu cố ngươi sao? trung mẫu nhìn đến đây, cho trung cha nháy mắt. ngươi đi ra ngoài trước a. À? chờ một cái cha, ngươi đi trường học giúp ta đem sách giáo khoa cho ta lấy ra, ta muốn ở chỗ này ôn tập. đô thị hoàn mỹ phú hào hoàng kim vinh hệ thống nhiệm vụ mới trở lại sân trường canh một cầu ủng hộ nghe chọn bộ tại mê audio com trung cảnh đối với năm đó thi đại học ký ức cũng không phải là đặc biệt khác